Hiện tại tôi đang làm cho công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình, có văn phòng trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây không phải là lần đầu tiên tôi được làm việc với sản phẩm của Vĩnh Tường, mà tất cả các công trình trước đây tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi đã sử dụng rất nhiều chủng loại của liên quan đến trần thạch cao của Vĩnh Tường. Lý do mà tôi lựa chọn cái sản phẩm này là bởi vì là có rất nhiều chủng loại để lựa chọn, và các yêu cầu về kỹ thuật thì gần như là đáp ứng được các tiêu chí của chủ đầu tư đề ra. Trong quá trình thi công thì là công nhân cũng dễ dàng để mà lắp dựng thao tác, và đặc biệt là cái việc cung cấp nguồn vật tư này và sự phục vụ của Vĩnh Tường thì luôn đáp ứng thỏa mãn cho chủ đầu tư và cũng như nhà thầu Hòa Bình. Vì vậy đó là lý do mà tôi luôn đề xuất là chủ đầu tư nên chọn sản phẩm này. Phải nói rằng là đến bây giờ thì sản phẩm Vĩnh Tường chúng tôi không cần phải sửa đi chỉnh lại nhiều lần, gần như là chỉ cần làm một lần ngay từ ban đầu thì cái thời gian cũng đã bảo đảm được rất là dài lâu. Đến bây giờ thì tất cả các dự án, đặc biệt là một số dự án của nước ngoài làm đó, thì đến bây giờ cũng vẫn chưa có một cái than phiền nào từ chủ đầu tư cả, bởi vì là đã đáp ứng hết tất cả thỏa mãn của chủ đầu tư. Đối với dự án này khi chúng tôi trình lên chủ đầu tư ba chủng loại, loại hệ khung alpha, hệ khung omega và hệ khung ba si, thì chủ đầu tư sau khi kiểm tra thì chủ đầu tư chọn hai loại là omega và ba si. Và theo tôi đánh giá thì đây là một cái hệ khung rất là chắc chắn, bảo đảm và đáp ứng được hết các tiêu chí kỹ thuật của dự án này. Thì yêu cầu của dự án thì có yêu cầu nào đặc thù liên quan đến các giải pháp như chống chính nóng chống ồn? Tất nhiên là có, tùy theo từng khu vực, tùy theo công năng và chức năng của khu vực sử dụng thì chủ đầu tư sẽ đưa ra các tiêu chí kỹ thuật khác nhau, nhưng tôi tin rằng là bất cứ tiêu chí nào thì là sản phẩm này cũng sẽ đáp ứng được. Qua nhiều dự án rồi thì đến bây giờ tôi vẫn khẳng định rằng là tôi rất hài lòng với cung cách phục vụ của Vĩnh Tường. Tất cả các dự án như dự án IMIT tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, dự án khách sạn 5 sao Asana tại Huế, thì dù bất cứ xa xôi chỗ nào thì khi chúng tôi yêu cầu Vĩnh Tường đều có đội ngũ công nhân, đội ngũ cung cấp đều có mặt kịp thời và đều hỗ trợ cho chúng tôi để đáp ứng được hết tất cả tiến độ mà chủ đầu tư đề ra.